Thành phố Hồ Chí Minh, gần 100 học sinh tiểu học nghi bị ngộ độc thực phẩm. Hai nữ thực tập sinh Việt bị bắt ở Nhật vì trộm nho. Mỹ truy tố nghi phạm trong vụ Kim Trung Nam vì lách lệnh trừng phạt. Trung Quốc cáo buộc Microsoft gây rối bịa đặt. Gọi ông Tập là gã hề xấu, trùm địa ốc Trung Quốc hầu tòa. EU tổ chức diễn đàn đầu tư tại Đài Loan. Dự án đầu tư vào chất bán dẫn của Trung Quốc tạm dừng. Quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin tối ngày 13 tháng 9 của DKN TV. Tiếp sau đây là các bản tin chi tiết. Báo tuổi trẻ ngày 13 tháng 9 đưa tin, gần 100 học sinh ở trường tiểu học Bình Trưng Đông, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh bị nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa tại trường. Theo hiệu trưởng trường Bình Trưng Đông, trưa ngày 11 tháng 9, 98 em học sinh được cho ăn bánh canh tôm và bánh su kem. Sáng hôm sau thì có 8 em nhập viện và đến sáng ngày 13 tháng 9 thì có thêm 12 em nhập viện với cùng một biểu hiện là nôn ói, sốt, đi ngoài. Nhà trường cho biết chỉ nghi ngờ bị ngộ độc vì trường bên cạnh là trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Cùng thuộc đơn nhưng các em bên trường này vẫn bình thường. Theo truyền thông Nhật Bản, hai nữ thực tập sinh Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi trộm cắp và hành hung người khác. Hai người bị bắt là Trần Thị Liễu, 32 tuổi và Dương Thị Kim Hiếu, 20 tuổi vào tối ngày 6 tháng 9 giờ địa phương. Cả hai đã lẻn vào một khu vườn ở Odanaka, thành phố Nagano để trộm nho mẫu đơn. Khi bị chủ vườn phát hiện, Liễu đã cắn vào cánh tay của người quản lý khiến anh này bị thương. Nho mẫu đơn là giống nho đắt tiền bán với giá khá cao ở Nhật. Tại Việt Nam, giống nho này có giá từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng một kg. Tính đến sáng ngày 13 tháng 9 theo giờ Việt Nam đã có 28 người thiệt mạng và hàng chục người mất tích vì cháy rừng ở Mỹ, CNN đưa tin. Khu vực bờ Tây nước Mỹ ghi nhận 97 đám cháy lớn trong ngày 12 tháng 9, bao gồm 12 đám cháy ở bang Idaho và 9 đám cháy khác ở bang Montana. Kể từ giữa tháng 8, các vụ hỏa hoạn ở ba bang thuộc bờ Tây khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, trong đó có 19 trường hợp mới xảy ra tại bang California. Chỉ tính trong tuần này, bang Washington ghi nhận 2 trường hợp tử vong, trong khi bang Oregon có 8 người thiệt mạng. Trong khi đó, Giới chức tại California cho biết bang này đang ghi nhận 3 trong số 5 đám cháy lớn nhất trong lịch sử. Hiện tượng mưa nhỏ, gió mạnh cùng nền nhiệt độ cao tạo điều kiện cho ngọn lửa tiếp tục lan rộng trên quy mô lớn. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một tòa án liên bang tại Washington đã truy tố người đàn ông Triều Tiên này vì vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với Bình Nhưỡng. Theo Washington Post, hai cha con Ri Chung Choi và Ri Yong Giong đã câu kết với một người Malaysia Gan Che Lim để thành lập các công ty ma thay mặt khách hàng ở Triều Tiên. Các công ty này có thể giao dịch với Mỹ để trao đổi hàng hóa và ngoại tệ. Ông Ri Chung Choi là một nghi phạm trong vụ ám sát công dân Triều Tiên được cho là Kim Trung Nam tại sân bay Kuala Lumpur 2 vào tháng 2 năm 2017. Tuy nhiên, đặc vụ này khẳng định trước tòa rằng vai trò của ông Ri trong vụ án trên không liên quan đến quyết định truy tố lần này ở Mỹ. Các điều tra viên tại Liên Hợp Quốc cho biết nghi phạm Ri Chung Choi từng là một nhà ngoại giao người Triều Tiên, trong khi cô con gái Ri Yu Gong đảm nhận vai trò phiên dịch cho cha. Hồi tháng 3 năm 2017, chính quyền Malaysia đã bắt giữ ông Ri vì nghi có liên quan đến vụ ám sát công dân Triều Tiên Kim Choi. Ông Kim tử vong tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và hộ chiếu Triều Tiên của ông ghi tên là Kim Choi. Trong khi, truyền thông phương Tây cho rằng đó là Kim Trung Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bắc Kinh cáo buộc Microsoft gây rối và bịa đặt sau khi gã khổng lồ công nghệ cho biết họ đã phát hiện và ngăn chặn nỗ lực can thiệp bầu cử của Mỹ từ nước ngoài, bao gồm các nhóm tin tặc Nga, Iran có trụ sở tại Trung Quốc. Những nhóm này được cho là nhằm mục tiêu tới chiến dịch tranh cử của ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Reuters ngày 13 tháng 9 đưa tin, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 11 tháng 9 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là chuyện nội bộ của Mỹ, chúng tôi không có hứng thú can thiệp tới và chúng tôi cũng không bao giờ can thiệp. Căng thẳng Bắc Kinh, Washington gia tăng trên nhiều lĩnh vực gồm thương mại và công nghệ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây áp nhiều biện pháp hạn chế với công ty công nghệ Trung Quốc Huawei và các ứng dụng phổ biến của nước này như TikTok, Biden và WeChat của Tencent. Sáng ngày 11 tháng 9, phiên tòa xét xử ông Nhậm Chí Cường diễn ra tại tòa án trung cấp thứ hai của Bắc Kinh. Ông bị cáo buộc bốn tội danh lớn, tham nhũng, hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm dụng chức quyền. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt vào tháng 3 năm nay. Trước đó, vào tháng 3, ông Nhậm Chí Cường đã đăng một bài bình luận với tiêu đề Gã hề xấu, dù đã bị lột sạch quần áo cũng muốn trở thành hoàng đế, được lan truyền rộng rãi trên mạng. Bài viết chỉ trích ông Tập Cận Bình và chính quyền Trung Quốc vì đã che giấu dịch viêm phổi Vũ Hán khiến nó lây lan trên khắp thế giới. Sau đó, ông Nhậm Chí Cường đã bị nhà chức trách bí mật bắt giữ. Ông Nhậm Chí Cường sinh năm 1951 tại tỉnh Sơn Đông. Cha của ông là Nhậm Tuyền Sinh, cựu Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc. Kênh truyền hình Đức Deutsche Welle phân tích rằng nếu nhà chức trách xử lý nghiêm khắc ông Nhậm Chí Cường có thể sẽ dẫn đến làn sóng phản ứng lớn từ thế hệ đỏ thứ hai. Không loại trừ thế hệ đỏ thứ hai sẽ chống tập cũng sẽ theo đó trỗi dậy sau chuyến công cán của quan chức chính phủ Mỹ và Chủ tịch Thượng viện Séc tới Đài Loan, Liên minh châu Âu EU dự kiến sẽ tổ chức diễn đàn lần đầu tiên tại Đài Loan vào ngày 22 tháng 9, Taiwan New đưa tin. Theo đó, các quốc gia thành viên EU sẽ tham dự diễn đàn đầu tư nhằm quảng bá, giới thiệu kinh doanh và đầu tư trực tiếp cho các doanh nghiệp trong nội khối với các đối tác Đài Loan. Ông Philip Grigor -Zilky, trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Thương mại châu Âu tại Đài Loan cho biết, các doanh nghiệp của eo biển muốn tăng cường sự hiện diện của họ ở châu Âu, đặc biệt là vào thời điểm chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc do đại dịch viêm phổi vũ án. Đặc phái viên của EU cũng khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp ở Đài Loan hãy đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của châu Âu sau đại dịch. Ông Grigoryki nói, Chúng tôi phải xem xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như khả năng phục hồi của các hoạt động, đồng thời khẳng định EU không muốn quá phụ thuộc vào một thị trường hoặc một nguồn nguyên liệu thô nào. Trung Quốc tiếp tục thất bại trong việc phóng vệ tinh khi hai vệ tinh Cao Phân 02C và cắt Lâm 1 đã không đi đúng quỹ đạo trong lúc đưa vào không gian vào ngày 12 tháng 9. Truyền thông nhà nước Trung Quốc sau đó xác định cuộc phóng vệ tinh đã thất bại, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Đây là lần thứ 6 trong năm Trung Quốc thất bại trong việc phóng vệ tinh của mình. 5 lần phóng trước đó diễn ra vào các tháng 3, 4, 5 và 7. Trước thất bại lặp đi lặp lại của Trung Quốc, Cư dân mạng đã không khỏi bất ngờ khi có những bình luận mang tính chế giễu kiểu như: Có chuyện gì vậy, lúc nào cũng xảy ra chuyện, công nghệ tàu sân bay vẫn chưa hoàn thiện và tỷ lệ thất bại còn hơi cao hay, đã tìm ra nguyên nhân của những lần thất bại trước chưa? Một dự án bán dẫn đầy tham vọng ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc với số vốn đầu tư dự kiến khoảng 20 tỷ đô đang bị đình trệ do không thu hút được nhiều nhà đầu tư. Ra mắt vào năm 2017, dự án công ty sản xuất chất bán dẫn Hoàng Tâm Vũ Hán đã cố gắng thu hút các kỹ sư và quản lý cấp cao của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan bằng cách đưa ra các mức lương cao gấp 2,5 lần công ty Đài Loan. Tuy nhiên, mới đây có thông tin cho rằng giám đốc điều hành của Hoàng Tâm Vũ Hán, cựu giám đốc điều hành của công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan đang có ý định từ bỏ dự án này vào tháng 6. Công ty đang phải đối mặt với những khó khăn trong việc có được thiết bị tiên tiến của Mỹ để sản xuất chip trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang. Các phóng viên Trung Quốc gần đây đã nhiều lần đến thăm công trường bị tạm dừng thi công. Họ phát hiện ra rằng các nhà xây dựng và các nhà thầu đã phàn nàn về việc chậm thanh toán. Vì vậy, các đội thợ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm dừng công việc vào cuối năm 2019. Bắc Kinh đã công bố sáng kiến bảo mật dữ liệu toàn cầu vào ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, Linh Trung Nan, giáo sư chuyên về khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng tại Đại học Quốc gia Đài Loan, nhận định động cơ đằng sau động thái này của chính quyền Trung Quốc nhằm mục đích tuyên truyền. Ông Linh Trung Nam cho biết các tuyên bố khác nhau trong sáng kiến này nghe có vẻ rất hợp lý trên bề mặt, nhưng sẽ cho phép Bắc Kinh nói rằng Hoa Kỳ đang ích kỷ khi triển khai mạng sạch để chống lại Trung Quốc. Theo giáo sư Linh, các tuyên bố mà bề mặt nghe có vẻ hợp lý trong sáng kiến mới của Bắc Kinh cũng sẽ cho phép chính quyền này thực hiện tuyên truyền nội bộ, từ đó có thể cáo buộc Hoa Kỳ đang vu khống cho ngành công nghệ của Trung Quốc. Ông Linh nói thêm rằng. Bắc Kinh có thể tìm cách tập hợp bạn bè của mình để thành lập một liên minh đối đầu với Hoa Kỳ. Chuyên gia Lin dự đoán các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước đã ký kết dự án vành đai và con đường của Trung Quốc, có thể sẽ tham gia vào sáng kiến bảo mật dữ liệu mới của Bắc Kinh. Vị giáo sư Đài Loan cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ thúc đẩy sáng kiến này thông qua các cơ quan quốc tế mà họ có ảnh hưởng, bao gồm cả những cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc. Đầu tháng 8, hạng nghị sĩ Michael Marco đưa ra dự luật mới nhằm chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong hệ thống Liên Hợp Quốc. Hiện tại, vị trí cao nhất mà bốn cơ quan Liên Hợp Quốc, trong đó có tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, đều do các công dân Trung Quốc nắm giữ. Một thẩm phán Trung Quốc gần đây cũng đã được bầu vào một cơ quan tư pháp do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn để xét xử các tranh chấp hàng hải. Vị giáo sư Đài Loan cũng nghi ngờ liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có tuân thủ những cam kết trong sáng kiến này hay không. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nói một đằng và làm một nẻo, cụ thể như việc Bắc Kinh không tôn trọng tuyên bố chung của Trung Anh. Đây là một hiệp ước quốc tế được ký vào năm 1984, đảm bảo Hồng Kông được hưởng mức độ tự chủ cao trong ít nhất 50 năm kể từ năm 1997. Theo mô hình, một quốc gia hai chế độ, nhưng Bắc Kinh gần đây đã ban hành luật an ninh quốc gia Hồng Kông, phá vỡ cam kết trên và bóp nghẹt các quyền dân chủ của người dân đặc khu vốn còn lại ít ỏi. Cuối cùng, giáo sư Linh kết luận, tại sao mọi người lại nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc sẽ giữ lời hứa như đã tuyên bố trong sáng kiến bảo mật dữ liệu? kính chúc quý vị mọi điều tốt lành hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo